bạn sẽ tăng bị gì các bạn ơi, bạn nói chạy phá hủy thành phố của mình rồi. Ôi no 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 no, đừng mà, ôi đừng đừng đừng. Thôi bạn ơi, bạn sẽ tăng này đã phá hủy thành phố xe mình, trời ơi bạn đụng bánh hết luôn các bạn ơi, trời ơi, oh my god. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng khám phá những món đồ chơi mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow, một khẩu súng bong bóng nè các bạn. Dạ, bây giờ mình sẽ mở khẩu súng bong bóng cho các bạn cùng xem nha. Wow, các bạn ơi, nguyên khẩu súng luôn nè. Ở trong này có cái mâm này các bạn. Còn đây là chai nước xà phòng nè. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra nha. Mình cho nước xà phòng vào trong này nè các bạn. Đó, ok. Còn đây là khẩu súng thổi bong bóng của chúng ta nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đó chấm vô đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn nè các bạn. Wow, các bạn ơi. Bong bóng bay ra nhiều chưa kìa, rất đã luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm lại cho bạn cùng xem rồi nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắn nè. Wow, bong bóng nhiều quá các bạn ơi. Wow. Khẩu súng thổi bong bóng này chơi hay các bạn ha. Rồi bây giờ mình để đây nha. Các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì nè các bạn. Wow, một hộp chiến binh các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, ở đây rất là nhiều chiến binh luôn nha. Bây giờ mình sẽ mở chiến binh ra xem nha các bạn. Wow, các bạn ơi, chiến binh của chúng ta nè các bạn. Wow, các bạn ơi, chiến binh của chúng ta nhìn ngầu chưa nè. Đó, các bạn nhìn nè, ngầu chưa? Wow, chiến binh này ngầu quá các bạn ơi. Rồi để chiến binh ở đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì vậy các bạn? À, đây là một chiếc xe cẩu múc cát. Bây giờ mình sẽ kiếm cái cần cẩu múc cát các bạn. À, cái cần cẩu múc cát này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại nha. Rồi, gắn cái cần cẩu múc cát vô nào. Rồi, ok, xong rồi các bạn. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cẩu múc cát rồi nè các bạn. Tiếp tục đi qua đây các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở bên này có cái hộp gì nè các bạn? Một hộp xe monster. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những chiếc xe ra xem nha các bạn. Wow, có rất nhiều xe luôn các bạn ơi. Đầu tiên đây là chiếc xe màu vàng nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa? Tiếp tục nè. Wow, một chiếc xe đầu lâu nè các bạn. Tiếp tục nào. Nè, ngầu chưa nè. Tiếp tục nào. Bên này nữa nè các bạn ơi. Nhiều với vậy ta. Nè, dưới này nữa nè các bạn. Đó, nhiều chưa. Nè, ở đây nữa nè các bạn ơi. Đó, rất là nhiều xe luôn. Nè, quá trời xe luôn các bạn. Wow, chiếc xe này nhìn đẹp chưa nè các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, dưới này nữa nè các bạn ơi. Sao mà nhiều xe dữ vậy ta. Wow, nhiều xe các bạn ơi. Nè, rất là nhiều mẫu luôn. Wow, nhiều xe quá các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 12 chiếc xe luôn các bạn. Để những chiếc xe này đây nha. Bây giờ mình sẽ đi qua đây lấy cái này nè các bạn. Cái này là cái cần cẩu múc cát. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cho chiếc xe này nha. Đây, gắn cái cần cẩu vô cho chiếc xe nè các bạn. Như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cần cẩu rồi. Tiếp tục bên này các bạn ơi. Đây là những chiếc xe đổ rác và xe ben. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe này nha các bạn. Đây là chiếc xe chở rác nè các bạn. Đó, một bánh xe rồi nè. Thêm cái bánh xe này nữa nha. Đó, wow, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe chở rác rồi nè các bạn. Tiếp tục các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben nè các bạn. Chiếc xe ben đang bị hư cái thùng ben. Bây giờ mình lắp ráp lại luôn nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe tải quái vật nè các bạn. Đó, lên trên xe ben nha. Đó, xe ben sẽ chở những chiếc xe tải quái vật này nha các bạn. Wow, nhiều xe tải quái vật của các bạn ơi. Rồi, ok, rồi chạy nào. Rồi, ben xe xuống nào. Wow, những chiếc xe tải quái vật nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Tiếp tục phía trước chúng ta có một chiếc xe gì vậy các bạn? Đây là một chiếc xe chậu bê tông. Rồi mình sẽ sửa chữa lại luôn. Wow, xe chậu bê tông nhìn ngầu quá các bạn. Các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì vậy các bạn? Wow, hộp khủng long ngầu chưa nè các bạn. Để bây giờ mình mở ra coi các bạn. Đây là một thành phố xe khủng long đó các bạn ơi. Wow, rất là nhiều món luôn các bạn ơi. Nè, đây là những cái đường ray nè các bạn để chúng ta xây dựng thành phố đó các bạn. Wow các bạn ơi, đây có nguyên cái miệng của bạn khủng long luôn nè các bạn. Rồi còn đây là nguyên cái nhà ga luôn nè các bạn. Rồi còn đây là gì đây? Một chiếc xe khủng long nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp thành phố xe khủng long này lại nha. Wow các bạn ơi, mình đã xây dựng xong thành phố xe khủng long rồi nè các bạn. Wow, rất là nhiều xe luôn. Cái miệng bạn đó nè. Đó, dữ chưa các bạn? Wow, rất là nhiều chiếc xe đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi để thành phố xe khủng long của mình ở đây nha các bạn. Mình sẽ đi qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa bạn xe poly luôn nha các bạn. Bạn xe poly đang bị xúc bánh xe nè các bạn ơi. Rồi xong rồi. Thêm một bánh đây nữa nha các bạn. Rồi xong rồi, mình đã sửa xong một chiếc xe ben poly rồi nè các bạn. Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Wow, một hộp máy bay điều khiển nha các bạn. Để bây giờ mở ra cho bạn cùng xem nha. Nè các bạn ơi, đây là cái đồ điều khiển nè các bạn. Đó, còn đây là chiếc máy bay của chúng ta nè các bạn. Wow, chiếc máy bay nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Chiếc máy bay này rất là nhẹ luôn đó các bạn. Rồi, còn cái đồ điều khiển nhìn cũng rất là đẹp luôn đúng không? Nè, bây giờ mình sẽ mở chỗ này các bạn. Đó, mình sẽ gắn pin vô nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động lên nè các bạn. Wow, khởi động lên các bạn thấy sáng đèn các bạn. Đó, chớp chớp đèn các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển các bạn. Rồi, mình sẽ khởi động lên luôn nha các bạn. Rồi, ok rồi. Đó, các bạn nghe tít tít không các bạn? Ui các bạn ơi. Ôi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Nè. Đó, máy bay quay ghê chưa các bạn? Đó,
các bạn ơi, chắc mình phải tắt rồi các bạn ơi. Chiếc máy bay của chúng ta bị vướng cánh quạt tùm lum các bạn. Nên là khi mà khởi động nó vướng, trời, quạt gãy luôn cái đồ che cánh quạt rồi nè các bạn. Đó, trời không được, không được rồi nè các bạn. Ồ, máy bay này mạnh lắm nha các bạn. Đó, các bạn nghe chưa? Oh, wow, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Mình tắt đi các bạn ơi. Rồi thôi mình để chiếc máy bay để đây nha. Ở đây mình bay không có được các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn. Mình sẽ sửa chữa chiếc xe này các bạn. À, đây là chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Đó, bạn đó bị hư cái bánh xe nè. Lắp ráp vô luôn nha. Đó, xong rồi nè. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong bạn xe chậu bê tông rồi. Wow các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì nè các bạn. Wow, hình như đây là một bạn xe tăng nè các bạn. Thấy ra coi các bạn. Wow, các bạn ơi, bạn xe tăng này siêu to khủng lồ luôn các bạn. Nè, đó các bạn nhìn nè. Rất là to luôn các bạn ơi. Nè, đó. Bạn xe tăng này ngầu lắm nha. Ồ các bạn ơi, bây giờ mình coi coi bạn này có lắp pin chưa nha các bạn. Mình mở chỗ này nè các bạn. Đó. Ui các bạn ơi, trong này có pin rồi nè các bạn. Gắn cái nắp này lại nha. Rồi, đậy lại các bạn. Đó, sẽ khởi động lên. Wow, khởi động lên kêu tít tít các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhấn cái nút này nè các bạn. Mình nhấn cái nút này coi. Wow các bạn ơi, xe tăng của mình đã connect vô các bạn. Khi mà connect vô chiếc xe tăng mình, nó giật cái mặt một cái luôn các bạn. Rồi mình bấm nút này thử coi. À, cái nút này là mình tắt âm thanh nha các bạn. Rồi mình bấm thử nút này coi. Wow các bạn ơi, khi mình nhấn nút này nè các bạn, đó là cái nòng súng nó sẽ quay đó các bạn. Đó các bạn nhìn kìa. Đó, quay ghê chưa. Rồi mình quay ngược lại nè các bạn. Đó, wow, nòng súng quay âm thanh nghe rất là hay luôn các bạn. Wow, mình bắn nè các bạn, cái nút này nút bắn nè các bạn. Đó, đó, bắn xe tăng này giật giật các bạn. Rồi mình bấm nút này coi. À, cái nút này là nút di chuyển nè các bạn. Đó, wow, những cái nút này là nút di chuyển nha. Đó, wow, chiếc xe tăng này mạnh lắm các bạn ơi. Đó, rất là mạnh luôn đó nha. Nè, bây giờ mình sẽ tiếp tục bắn coi. Đó, đó, quay nòng súng qua. Đó, chạy tới. Bắn nào, bắn nào. Các bạn xe tăng chạy vòng vòng chơi thôi nào. Let's go. Ôi các bạn ơi ơi, bạn xe tăng bị gì các bạn ơi? Bạn nó chạy phá hủy thành phố của mình rồi. Ôi no 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 no. Đừng mà. Ôi, đừng đừng đừng. Wow. Bạn xe tăng này mạnh quá các bạn ơi. Rồi, bạn nó đã bị lật luôn rồi. Rồi, giải cứu bạn xe tăng. Tiếp tục nào. Ôi các bạn ơi. Ôi trời ơi, bạn xe tăng này bị gì vậy? Ôi trời, bạn nó bụng bánh hết lông luôn. Ôi trời. Các bạn ơi, rồi bạn nó chạy kìa. Rồi, ôi no 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 no. Oh my god, trời ơi, đụng kìa. Trời ơi, các bạn ơi, bạn xe tăng này đã phá hủy hết thành phố xe mình. Trời ơi, bạn nó đụng bánh hết luôn các bạn ơi. Trời ơi, oh my god, no no no. Ôi các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Ôi, rồi, rồi, bạn xe tăng này bạn đó bị hư rồi các bạn ơi. Rồi, bạn nó đụng hết thành phố của mình luôn các bạn. Đó, bạn nó đụng banh hết luôn. Rồi bây giờ xong ha, bạn nó bị gãy nòng súng luôn nè các bạn. Ôi, bị gãy nòng súng, biết nòng súng này có sửa được không các bạn. Rồi không được rồi, bây giờ mình phải đem chiếc xe tăng này về sửa chữa thôi các bạn ơi. Bạn nó đụng banh hết thành phố của mình rồi. Rồi, video của mình đến đây sẽ được tạm dừng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.